Nhắc đến ngành ghép tạng Việt Nam, có thể khẳng định ghép tạng Việt Nam đi sau nhiều nước, nhưng đã bứt phá vượt bậc. Đến thời điểm này, cả nước đã có 13 trung tâm y tế đủ điều kiện ghép tạng. Hiện các chuyên gia trong nước đã thực hiện 1.000 ca ghép thận, 46 ca ghép gan và 11 ca ghép tim. Một người được ghép đa tạng cùng lúc, cả thận và tụy. 1.400 người được ghép giác mạc, vân vân. Thành tựu về ghép tạng của Việt Nam ấy, thì nói công bằng ra ấy, thì Việt Nam đi sau thế giới khoảng độ từ 40 đến 50 năm là cái kết quả ghép. Nhưng Việt Nam đã tiếp cận được với kỹ thuật ghép tạng từ rất sớm. Tôi lấy ví dụ, năm 1963 thì thế giới người ta ghép gan, và đến năm 67 thì ghép gan mới thành công, và cũng năm 67 thì mới ghép tim. Thế nhưng mà Việt Nam thì năm 1965-66, giáo sư viện sĩ Tôn Thất Tùng đã tiếp cận với khoa học công nghệ ghép tạng bằng cái cách là ghép tạng ở động vật. Nhưng mà rất tiếc là sau này vì hoàn cảnh chiến tranh, vì phải phục vụ cho rất nhiều cái công việc, cho nên cái kỹ thuật ghép tạng đó không thực hiện được. Thế nhưng mà đến năm 1992 thì Việt Nam bắt đầu ghép thận, năm 2004 bắt đầu ghép gan, và đến năm 2010 bắt đầu ghép tim. Thế nhưng mà có thể nói rằng cái kỹ thuật ghép tạng của các bác sĩ Việt Nam không thua kém gì các nước trong khu vực và thế giới. Hiện nay các kỹ thuật cao nhất trong ghép tạng đã được ứng dụng ở Việt Nam như phẫu thuật nội soi, kỹ thuật vi phẫu, nhất là vi phẫu trong nối đường mật, ghép tạng cho người không cùng huyết thống. Có được điều này là nhờ trên 90% trang thiết bị dành cho ghép tạng đã được các bệnh viện trang bị. Trình độ của các bác sĩ cũng đã được củng cố hơn rất nhiều. Các kỹ thuật về gây mê, hồi sức, phẫu thuật, cắt tạng bệnh lý, ghép tạng, vi phẫu, nối tĩnh mạch, động mạch, đường mật, các bác sĩ Việt Nam đều đã tiến bộ. Hầu hết đều có kết quả rất tốt, bệnh nhân trở lại cuộc sống bình thường. Với phần lớn ca ghép, thời gian sống thêm sau phẫu thuật là đáng kể, ở mức tương đương các trường hợp trên thế giới. Bệnh nhân được ghép thận sống lâu nhất đến nay đã bước sang năm thứ 21, và người được ghép gan đầu tiên bước sang năm thứ 10. Không thể phủ nhận những thành tựu mà ngành ghép tạng Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, vấn đề căn bản nhất vẫn là quan niệm xã hội chưa được cởi mở, khiến nguồn tạng còn hiếm. Và chính nguyên nhân này đã khiến cho việc hiến ghép tạng vẫn chưa được như mong muốn. Theo chân đoàn công tác của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép tạng đến với chùa Ba Vàng, Quảng Ninh, chúng tôi như được hiểu hơn về quan niệm của nhà Phật về vấn đề này, cũng như giải thích rõ hơn về quan niệm xã hội hiện nay. Đối với tâm lý của không ít người Việt Nam, việc hiến tặng mô tạng khi còn sống hoặc đã chết não sẽ ảnh hưởng tới yếu tố tâm linh sau này. Câu chuyện của thầy Thích Đạo Cảnh sau đây có lẽ sẽ làm nhiều người thay đổi quan niệm đó. Tôi phát nguyện hiến thận để cho cứu giúp một người bệnh chạy thận hàng tuần, trong một tuần 3 ngày chạy thì thấy nó quá vất vả. Nhưng mà khi tôi hiểu được về Phật Pháp mà tôi thấy cái thân này rồi nó cũng hủy hoại. Và tôi cũng là người đã trưởng thành và đi tu đã muộn, thì được nương dựa vừa thầy ở đây sáng lập lên chùa đây, là cũng giảng giải cho cái đạo lý của cái việc bố thí mà không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, mà có thể giúp được một con người từ cái khổ nạn đó quay trở lại được một cái cơ chế bình thường. Là người trụ trì chùa Ba Vàng, Quảng Ninh, Thượng tọa Thích Trúc Thái Minh rất ủng hộ việc hiến tặng mô tạng để cứu chữa người bệnh khi còn sống hoặc sau khi chết. Theo quan điểm của Phật giáo, việc hiến tặng mô tạng cũng có những ý nghĩa sâu sắc. Khi mà mình giã từ đối với cái thế giới này, mình cái thân thể mình còn dùng được để cứu cho người, cái việc đó là việc làm hết sức có ý nghĩa, có giá trị, và nó tạo thêm phúc báu cho cái người hiến. Thì sang cái kiếp sau, với cái tuệ giác của đạo Phật, thì người đó sang kiếp sau được nhiều phúc báu, có thể được thân thể tốt đẹp, được cuộc sống trường thọ, được những cái phúc báu lớn lao đó, và cũng trợ duyên nếu người tu đạo, thì đấy là một trong cái trợ duyên cho mình trong cái việc thành tựu đạo quả, là việc làm rất tốt đẹp. Trở lại với con xóm chạy thận nhỏ, dù cho nơi đây chưa một bệnh nhân suy thận nào có được may mắn được ghép tạng,
song chúng tôi nhận ra khát vọng sống của họ vẫn luôn cháy bỏng, là động lực giúp cho họ chống lại với bệnh tật. Trong tất cả các bệnh nhân chạy thận chúng tôi nói riêng và tất cả các cái người được muốn được ghép tạng nói chung đấy, thì là cũng mong muốn tất cả là cộng đồng xã hội hãy quan tâm và có những cái hoặc là nhìn nhận lại cái vấn đề hiến tạng để giúp đỡ cho tất cả những cái người muốn được ghép tạng. Nếu như bây giờ trong bên khoa học đấy mà có dụ như chúng tôi mà có khả năng là còn một cái gì để giúp cho khoa học và giúp cho một cá nhân nào đó để thoát khỏi cái vấn đề, để thoát ra khỏi cái vấn đề về cái ví dụ như rác mạc chẳng hạn, nếu mà khả năng lấy được thì chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ hoặc là chúng tôi sẵn sàng hiến cái vấn đề đó, cái bất cứ một cơ quan nào trên cơ thể có khả năng còn có khả năng dùng lại được. Hy vọng rằng rồi đây khi cái nhìn của xã hội trở nên cởi mở hơn, việc hiến tạng sẽ trở nên phổ biến, cùng với đó là sự hỗ trợ của cả hệ thống y tế sẽ giúp cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo vượt qua bệnh tật, có một cuộc sống tươi đẹp hơn.